hành đây là gọi là nó hư rồi đấy nè. Vùng trồng hành tím thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do mưa lớn. Diện tích hành sắp thu hoạch bị quật ngã, ngập nước, nguy cơ mất mùa. Bà Phạm Thị Khanh, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải cho biết, bà tính chờ nắng lên là củ hành vừa đẹp để thu hoạch, nhưng trời mưa khiến hành úng hết. Bình thường ba sào hành tím có thể thu được 2,7 tấn, nhưng giờ chỉ cố gắng vớt vát được 3 đến 4 tạ. Hành ngập mưa, giá thấp, chỉ còn 20.000 đồng đến 25.000 đồng một ký. Tệ hơn thì chỉ 10.000 đồng một ký, mà thương lái cũng không muốn mua. Vụ hành này, nông dân lỗ nặng. Cô trồng bơ sầu, mà giống thì bơ tỏ rử, bây giờ mất tén luôn. Hành đây tôi trồng hay là năm tỏ rử, mà một số là thu về trước rồi, mà giờ nó lụng hết về đây là bón chưa được. Còn số mà đồng là bị ngập lụt hết, mà nếu mà cái số mà đồng mà tôi có nhổ lên là chỉ được 20% thôi, còn tất cả là bỏ hết, mà về chưa chết là tôi bón được. Hiện giờ là ngập lụt là thương lái kêu bón không được, mà thương lái chỉ mua là giờ 1.000 một cái thôi, mà hồi tôi mua giống là tôi tốn 10.000 một cái giống, mà giờ là chỉ bón 20.000 mà bón không được. Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hải cho biết, vụ hành này diện tích trồng hành tím không lớn, nhưng mưa lớn gây thiệt hại. Địa phương khuyến cáo nông dân tích cực chăm sóc, bón phân để thu hoạch những diện tích hành còn sót lại. Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới, địa phương thông báo nông dân tạm dừng xuống giống tất cả các loại cây trồng để tránh thiệt hại. Tại huyện đảo Lý Sơn, vụ hành tím thu đông năm nay trồng 200 hectare do mưa lớn. Khoảng 10 hectare tại thôn Đông An Vĩnh và thôn Tây An Hải bị thiệt hại nặng. Ông Võ Trí Thời, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn cho biết, chi phí đầu tư trồng hành tím năm nay cao hơn mọi năm, khoảng 20 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, nông dân trồng hành tím Lý Sơn rất lo lắng khi nghe tin áp thấp nhiệt đới, mưa kéo dài sẽ khiến nhiều diện tích hành tiếp tục thiệt hại, mất vụ hành sẽ khó khăn để nông dân xuống giống vụ tỏi đông xuân tới.